Vâng, em Đức Hải Dương xin chào bác nhá. À, bên em Đức hôm nay này vừa và một cái mẫu xe đến thương hiệu từ Hàn Quốc anh em nhá. Thì cùng các bác lái trải nghiệm một cung đường ngắn. Chìa khóa zin trong xe anh em này. Bộ bậc bước lên xuống khá đẹp luôn anh em nhá. Cái đẹp luôn. Chìa khóa zin theo xe anh em này. Đề start thông minh. Màn hình giải trí. Cam nồi đầy đủ luôn anh em nhá. Đấy, tiện đây thì test cho các bác luôn. Vô lăng tích hợp túi khí an toàn. Với cái mẫu xe Hyundai Grand Z10 thì tiêu chí của cái dòng xe này thì thứ nhất là tiết kiệm xăng. Đồ đoàn thì sửa chữa giá thì nó rẻ anh em nhé. Và cái giá thì hiện tại là em nó thì luôn luôn là giữ giá. Hyundai Grand Z10 sản xuất năm 2015 anh em nhé, số tự động, siêu tiết kiệm xăng, siêu nhỏ gọn. Máy thì máy eco. Anh chị và các bạn mà muốn xem xe bên em Đức thì các bác đến hai địa chỉ trên nhé. Một là ga Vũ Thái Kim Thành Hải Dương, hai là đường 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương các bác nhé. Đấy, thì trước khi các bác đến xem xe thì các bác cứ alo trực tiếp cho em Đức để em Đức hướng dẫn cho các bác đi cho nó đến đúng địa chỉ luôn. Một chiếc xe nhỏ gọn, mẫu này thì tại bên em Đức đang chào bán cho các bác là hơn 300 triệu một chút thôi anh em nhé. Hơn 300 triệu. Hiện tại thì trong cái ngành xe ô tô cũ của năm 2023 thì thực sự với các bác là rất là khó khăn. Khó khăn chồng chất khó khăn. Đấy. Giá thì hiện tại với năm nay thì ô tô cũ thì em Đức đánh giá là một cái mức giá là khá là hợp lý cho anh em mua xe về sử dụng hoặc là tiêu dùng thì rất ok anh em nhé. Giá nó quá hợp lý luôn. Năm nay ngành buôn xe thì nhiều anh em là cũng tương đối là khó khăn. Trước mặt của anh chị và các bạn đây là một chiếc Hyundai Grand Z10 sản xuất năm 2015.
Hiện tại thì cái mẫu này thì bên em Đức đang chào bán cho các bác là 305 triệu. Anh chị và các bạn mà muốn xem xe và lái trải nghiệm thực tế thì các bác cứ đến tại đường 388 Long Xuyên Kinh Môn Hải Dương hoặc Cao Thái Thiên Thành Hải Dương, trên trục đường 5 hướng Hà Nội Hải Phòng các bác nhé. Liên hệ với em Đức qua số điện thoại là 0975 567 089 để được em Đức tư vấn trực tiếp về cái mẫu xe Hyundai Grand G10. Chiếc này thì được trang bị như là phanh ABS này, đấy, túi khí an toàn này, số tự động này, một mức giá cũng khá là êm cho anh em. Với tầm giá này thì các bác mua về sử dụng gia đình hoặc là mua về để chạy dịch vụ taxi đều được anh em nhé. Cái tầm tiền nó cũng hợp lý cho anh em. Hyundai Grand G10. Các bác đi xem xe, các bác cứ xem toàn bộ kính em cho em biết nhé. Như này này. Đấy. Các bác cứ đi xem toàn bộ kính như này. Đấy, nếu mà kính nó còn zin thì là cam là không có từ đâm đụng anh em nhé. Đấy. Không đâm đụng mà không va chạm. Đấy, cứ kính còn zin hết là các bác yên tâm. Thì như bên em Đức đi mua xe thì cũng thế thôi. Đấy, những chiếc xe mà giá tầm tiền mà coi như là 200-300 thì bao giờ cũng đầu tiên là vẫn cứ phải là xem toàn bộ bốn kính đầu tiên anh em, bốn kính, tức là kính xung quanh, kính lái này, kính lái đầu tiên. Nó cũng có trường hợp là đôi khi một cái vật nhọn nào đấy nó rơi thì nó cũng vỡ bình thường, nhưng mình xem như thế để mình biết anh em nhé. Nếu mà kính còn zin thì là coi như là không có đâm đụng hay là va chạm hay là tai nạn gì anh em nhé. Đấy. Nếu mà chỗ nào mà nó bị thay kính rồi thì bắt đầu mới tiếp tục xem đến vấn đề là có bị va chạm hay là đâm đụng không anh em nhé. Là em Đức chia sẻ một chút xíu kinh nghiệm để cho anh chị và các bạn chúng ta đi xem xe. Và hiện tại thì xe thì nếu mà xe tốt, xe đẹp, xe chất thì tất nhiên giá thì nó cũng không được rẻ đâu anh em nhé. Đấy, nếu mà anh em mà muốn mua xe rẻ thì nó chỉ có một cái trường hợp là trường hợp là xe tai nạn. Thì mới có giá rẻ. Trần 3D hết anh em ạ, trần 3D hết luôn anh em ạ. Quên cửa đây nhanh lắm. Rồi tiếp theo đến phần kính sau. Đây anh em ạ, kính sau của em ở đây. Đó. Đó. Con này vẫn là kính zin luôn này anh em. Chữ Hyundai. Khuôn tiền hợp lý cho anh em. 305 triệu.
hôm sau hơi khó mở. Hơi khó mở. Cái dòng Hyundai Grand i10 thì được cái khoang cốp của nó thì rất rộng anh em. Đấy, ưu điểm là cực rộng luôn. Cực kỳ rộng rãi. Đấy anh em. Kích kích rồi là đồ phụ tùng theo xe để quay kích lên thì đầy đủ hết anh em nhé. Đó. Hiện tại chiếc Hyundai Grand i10 thì với chiếc xe này thì xe này còn rất đẹp anh em nhé. Về chất lượng thì các bác yên tâm. Em này thì máy móc thì siêu tiết kiệm xăng luôn anh em nhé, siêu tiết kiệm xăng luôn. Động cơ 3 máy, 1, 2, 3, 3 cái ống hút của em nó anh em này, và nhà bếp này. Một chiếc xe bình dân của tất cả quý chị và các bạn. Mẫu xe quốc dân, siêu tiết kiệm xăng. Đó. Siêu tiết kiệm xăng, siêu nhỏ gọn. Giá hợp lý. Thì sau đây em Đức sẽ kết thúc video, hẹn là chị và các bạn những video clip tiếp theo. Vâng, em Đức Hải Dương xin chào tất cả quý chị và các bạn nhé.